Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, nội dung trình bày tiếp theo của em là phần các yếu tố tiên lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Quý thầy cô và các anh chị cũng biết đó là những cái ảnh hưởng của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì rất là nghiêm trọng. Đó là đợt cấp gây ra cái tình trạng, làm cho cái tình trạng viêm toàn thân nặng lên, rồi là tăng nặng các bệnh đồng mắc, rồi giảm nhanh cái chức năng hô hấp và làm gia tăng cái tỷ lệ nhập viện và tử vong. Đối với cái phần mà chi phí để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì gồm có 4 cái câu phần. Đó là các cái chi phí về nhập viện, chi phí về thuốc men, chi phí đi thăm khám và chi phí về đi lại. Thì ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn nặng thì phần lớn các cái chi phí tập trung vào là chi phí dành cho điều trị đợt cấp, nhập viện. Và ở tính chung cho tất cả các cái giai đoạn của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chi phí chiếm phần lớn đó là chi phí điều trị đợt cấp, nhập viện. Và những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tần suất đợt cấp càng nhiều thì chi phí điều trị sẽ càng cao và cái chi phí gia tăng theo cái số đợt cấp trong một năm. Do vậy, ngăn ngừa đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là yếu tố then chốt trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và việc tìm hiểu các yếu tố tiên lượng đợt cấp sẽ giúp cho cái việc can thiệp dự phòng đợt cấp tốt hơn và giảm thiểu những cái hậu quả của đợt cấp. Cái yếu tố tiên lượng đợt cấp đầu tiên đó là việc tiếp xúc với khói thuốc và các yếu tố ô nhiễm môi trường. Thì phơi nhiễm với ô nhiễm không khí sẽ làm nặng các triệu chứng, làm gia tăng nguy cơ gây đợt cấp, gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy có mối liên quan tương đối giữa tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp với sự gia tăng các cái chất gây ô nhiễm không khí. Cụ thể, mỗi lần tăng 10 microgam trên mét khối, các cái khí gồm có sulfur dioxide, nitơ dioxide, ozone, các cái hạt PM10, PM2.5 thì sẽ làm gia tăng cái nguy cơ nhập viện do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tương ứng là 1,007, rồi là đối với PM2.5 là 1,031. Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy là cái sự gia tăng nồng độ của carbon monoxide. Cái carbon monoxide mỗi lần tăng 10 microgam trên mét khối sẽ làm tăng thêm 2% tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn với các khí khác như nitơ dioxide, nitrogen monoxide và nitơ dioxide tương ứng là 17, 22 và 9%. Còn cái thói quen hút thuốc đương nhiên là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, làm gia tăng cái nguy cơ đợt cấp. Ngoài khói thuốc ra thì các cái chất đốt sinh khối trong nhà dùng để nấu ăn, sưởi ấm cũng là cái yếu tố nguy cơ gây đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và việc tiếp xúc với khói thuốc cũng như là các chất đốt sinh khối sẽ làm cho tình trạng sức khỏe xấu đi và gia tăng nguy cơ của đợt cấp. Yếu tố tiên lượng đợt cấp thứ hai rất hay gặp đối với các bệnh nhân, đặc biệt là ở nước ta, đó là điều kiện thời tiết khí hậu. Cụ thể đó là thời tiết lạnh, đây là những yếu tố làm gia tăng rõ rệt cái nguy cơ gây đợt cấp. Và ở trong những cái trong cái khoảng thời gian như thế này thì cái số bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp sẽ gia tăng rõ rệt. Một nghiên cứu ở Đài Loan năm 2013 cho thấy giảm 1 độ C sẽ làm tăng khoảng 0,8% tỷ lệ đợt cấp trong những cái ngày có giảm nhiệt độ như vậy. Và thời tiết lạnh thì có ảnh hưởng lâu dài đối với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là ở người già và những cái người mà chưa được dùng thuốc hít để kiểm soát COPD. Sơ đồ này cho thấy số bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng lên và cái khoảng thời gian mà số bệnh nhân gia tăng đó là những cái tháng về mùa lạnh, cụ thể là những cái tháng mà tháng 1, 2, 3 và 11, 12. Trong nghiên cứu này thì trong khoảng thời gian từ tháng 1, 2, 3 và tháng 11, 12 nhiệt độ giảm thấp, trung bình là khoảng độ 17 đến 20 độ. Thì trong cái khoảng thời gian đó, cái số đợt cấp, số bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ tăng lên rõ rệt so với cái những tháng mà có nhiệt độ trung bình cao. Yếu tố tiên lượng tiếp theo đó là tuổi của bệnh nhân. Tuổi của bệnh nhân có yếu tố tiên lượng rất là rõ rệt đối với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và người bệnh càng lớn tuổi thì càng dễ bị đợt cấp và dễ bị đợt cấp nặng. Những bệnh nhân, một theo nhận định của Jenkins năm 2012 thì những bệnh nhân trên 75 tuổi có số đợt cấp nhiều hơn 20% so với những bệnh nhân dưới 55 tuổi. Và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người cao tuổi thì tiên lượng xấu hơn, tỷ lệ nhập viện cao hơn, thời gian nằm viện dài hơn và nguy cơ tử vong cao hơn. Lý giải cho cái hậu quả, cho cái nhận định này đó là có thể do những cái người bệnh lớn tuổi thì
thể trạng sẽ kém hơn, BMI thấp hơn, bệnh nhân khó kiểm soát triệu chứng, tăng nguy cơ đợt cấp, nhận thức của người bệnh sẽ kém hơn, rồi việc sử dụng các dụng cụ phun hít khó khăn hơn do vấn đề về cơ xương khớp, rồi người bệnh có thể không có điều kiện chăm sóc hoặc là không có điều kiện mua đủ thuốc theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Do vậy mà tuân thủ điều trị không tốt và việc kiểm soát các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ kém hơn. Thể trạng của bệnh nhân cũng là một trong những yếu tố tiên lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cụ thể là BMI thấp thì đi kèm với đó là tình trạng dinh dưỡng kém, chức năng hệ miễn dịch kém, bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng, cái cơ hô hấp yếu hơn và do đó mà cái khả năng thở của bệnh nhân cũng sẽ kém hơn. Và một nhận định của Jenkins năm 2012 cho thấy nhóm bệnh nhân có BMI thấp dưới 20 thì sẽ tăng nguy cơ đợt cấp lên 10%. Một nhận định khác cho thấy BMI dưới 21 thì thường gặp ở bệnh nhân nhập viện do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và những cái bệnh nhân còn lại có BMI cao hơn thì tiên lượng thời gian sống thêm dài hơn. Sơ đồ này cho thấy những cái bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mức độ trung bình nặng thì chủ yếu gặp ở những cái nhóm bệnh nhân mà có BMI thấp hơn bình thường. Và đây là tính chung cho tất cả các bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái cột cao nhất đây là cái nhóm bệnh nhân mà có BMI thấp hơn. Và những đối tượng này là có nguy cơ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nhiều nhất. Rối loạn thông khí tắc nghẽn, đây là một trong những cái yếu tố cũng để giúp chúng ta tiên lượng đợt cấp cho bệnh nhân. Bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn càng nặng thì nguy cơ đợt cấp càng cao và mức độ đợt cấp càng nặng. Ở sơ đồ này, một nghiên cứu từ những năm 2003 cho thấy tác giả đánh giá FEV1 ở các cái ngưỡng dưới 1,25 lít, từ 1,25 đến 1,54 và trên 1,5, thì thấy là nhóm bệnh nhân có FEV1 thấp nhất, đó là dưới 1,25, thì có nhiều đợt cấp nhất so với các nhóm khác. Nhóm bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn nặng thì có tần suất đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường xuyên hơn và tỷ lệ tử vong trong nhóm này cao hơn. Một nghiên cứu 2015 cho thấy bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn 4, giai đoạn nặng nhất thì có nguy cơ mắc đợt cấp và nhập viện thì gấp 5 lần so với cái nhóm khác, và nguy cơ nhập viện cấp cứu cũng gấp 3 lần so với bệnh nhân siêu ly ở giai đoạn 1. Và những bệnh nhân có FEV1 dưới 50% là chúng ta sẽ tiên lượng đợt cấp nặng, sẽ có thể có những cái đợt cấp nặng hơn. Yếu tố tiên lượng bệnh nhân dễ mắc đợt cấp đó là việc mà bệnh nhân có thể có những cái phơi nhiễm với virus và vi khuẩn. Thì chúng ta cũng thấy là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có thể có bằng chứng về vi khuẩn thường trú trong những cái đường hô hấp dưới mãn tính. Và có mối liên quan giữa đợt cấp với căn nguyên vi khuẩn mới phát hiện ở đường hô hấp. Đây là những cái nghiên cứu từ rất lâu rồi đã thấy có mối liên quan như vậy. Việc phơi nhiễm với virus là nguy cơ tiềm ẩn quan trọng đối với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và cái khả năng xác định cái virus trong bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhân đợt cấp nhập viện cao hơn. Và các virus thường gặp là picornavirus, cúm A, rồi virus hợp bào hô hấp và virus á cúm. Yếu tố tiên lượng tiếp theo đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là kiểu hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cụ thể, những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có kiểu hình viêm phế quản với ho, khạc đờm mãn tính cũng sẽ giúp chúng ta tiên lượng bệnh nhân có nhiều đợt cấp hơn trong tương lai. Tình trạng tăng tiết nhầy trong kiểu hình viêm phế quản mãn tính ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ làm cho cái chức năng hô hấp suy giảm nhanh hơn, chất lượng cuộc sống kém hơn, tỷ lệ đợt cấp nhập viện và tỷ lệ tử vong cao hơn. Nguy cơ đợt cấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có ho và khạc đờm mãn tính thì tăng khoảng hơn 4 lần và nguy cơ tử vong cũng tăng khoảng hơn 4 lần. Sơ đồ này cho thấy những cái bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những bệnh nhân mà có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường xuyên, tức là khoảng trên 2 đợt cấp một năm, thì hay gặp ở cái nhóm mà có ho khạc đờm mãn tính. Số bệnh nhân sẽ nhiều gấp đôi so với cái nhóm bệnh nhân mà không có ho và khạc đờm mãn tính. Yếu tố tiên lượng tiếp theo đó là các cái yếu tố viêm trong đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì chúng ta cũng đã biết đó là viêm mãn tính là cái yếu tố then chốt của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái hiện tượng viêm này đã gặp bắt đầu xuất hiện ngay từ cái thời điểm mà bệnh nhân hút thuốc hoặc là có phơi nhiễm với các cái chất khói, các cái chất độc hại, rồi khói, khí, hơi, bụi. Và cái quá trình viêm này sẽ gia tăng dần theo cái mức độ tắc nghẽn của đường thở. Các yếu tố viêm ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có ý nghĩa trong cái việc mà giúp chúng ta xác định là bệnh nhân
Có đợt cấp, tiên lượng đợt cấp. Các yếu tố viên giúp chúng ta xác định kiểu hình của đợt cấp, định hướng căn nguyên đợt cấp và góp phần trong quá trình đưa ra cái quyết định điều trị, giúp theo dõi được bệnh nhân. Khi bệnh nhân có đợt cấp thì quá trình viêm tiến triển nặng hơn và có sự gia tăng của các tế bào viêm, gia tăng các yếu tố viêm, các cái marker viêm trong máu và các chất hóa ứng động bạch cầu đa nhân trung tính cũng như là các cái sản phẩm ly giải của bạch cầu đa nhân trung tính. Và những bệnh nhân có kiểu hình nhiều đợt cấp, tức là thường là hai đợt cấp trên hai đợt cấp một năm thì sẽ có mức độ viêm nặng hơn so với nhóm bệnh nhân có ít đợt cấp. Và sự tham gia của hai thành phần tế bào chính trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu ái toan sẽ có dẫn đến hai cái hình thái viêm trong đợt cấp, đó là viêm tăng bạch cầu ái toan và viêm tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Những cái đặc điểm viêm khác nhau khi có các nguyên nhân gây đợt cấp khác nhau. Thứ nhất, đó là những cái trường hợp mà viêm tăng bạch cầu ái toan trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta thấy có bằng chứng của bạch cầu ái toan tăng ở niêm mạc phế quản ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và có thể tăng gấp 30 lần trong đợt cấp. Những cái dấu ấn của bạch cầu ái toan đó là protein tích điện dương của bạch cầu ái toan cũng tăng lên trong đường thở. Và đặc điểm đó là bạch cầu ái toan trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ không phóng hạt như trong hen và có không không có tăng interleukin tự năm. Có khoảng 10 đến 20% bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có tăng bạch cầu ái toan. Và cái bạch cầu ái toan tăng trong đờm sẽ thường gợi ý cái căn nguyên đợt cấp có thể do virus. Và nhóm bệnh nhân không tăng bạch cầu ái toan, nhóm bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không tăng bạch cầu ái toan thì thường có thời gian nằm viện dài hơn và tỷ lệ tái nhập viện cao hơn. Đây là một trong những nhận xét của Duman năm 2015. Hình thái thứ hai đó là viêm tăng bạch cầu đa nhân trung tính trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì bạch cầu đa nhân trung tính tăng trong đờm và các cái mẫu sinh thiết phế quản ở đợt cấp liên quan đến việc tạo đờm và độ đặc của đờm. Và số lượng bạch cầu đa nhân trung tính trong đờm ở những bệnh nhân đợt cấp thì liên quan thuận với mức giảm chức năng hô hấp và mức độ nặng của đợt cấp. Bên cạnh cái số lượng bạch cầu đa nhân trung tính trong đờm thì số lượng bạch cầu đa nhân trung tính trong máu ngoại vi cũng được đánh giá là có liên quan đến mức độ nặng của đợt cấp. Và cái căn nguyên hay gặp ở những cái bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có tăng bạch cầu đa nhân trung tính đó là do nhiễm khuẩn của virus và vi khuẩn. Một trong các yếu tố nữa được Coban năm 2017 nghiên cứu đó là tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trên lympho mà trên 4,5 và không tăng bạch cầu ái toan. Nếu có yếu tố này sẽ làm tăng cái nguy cơ tái nhập viện ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là mô hình cho thấy đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do căn nguyên vi khuẩn thì có các cái đặc trưng đó là tăng cái interleukin 1B trong huyết thanh, rồi tăng bạch cầu đa nhân trung tính ở trong đờm và tăng cái CRP. Đây là cái mô hình, cái sơ đồ gợi ý cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với căn nguyên là virus với tăng cái yếu tố CXCL10 trong huyết thanh. Các yếu tố viêm khác trong huyết thanh, việc đầu tiên và đề cập đến đó là cái giá trị của CRP. CRP sẽ có giá trị hơn so với procalcitonin. Thì một nghiên cứu năm 2016 cho thấy nồng độ CRP cao hơn trong những trường hợp đợt cấp do vi khuẩn và đặc biệt là khi nhiễm Haemophilus influenza và Streptococcus pneumoniae. Giá trị của CRP trên 100 mg trên lít thì có liên quan với làm tăng nguy cơ nhập viện gấp 4 lần. Một nghiên cứu khác của Thomsen năm 2013 cho thấy tác giả đánh giá 3 yếu tố viêm. Thứ nhất đó là CRP trên 3 mg trên lít. Thứ hai là fibrinogen trên 14 micromol trên lít. Và thứ ba là số lượng bạch cầu trên 9 gigalit ở bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định. Thì khi phối hợp các yếu tố viêm này sẽ có giá trị tiên lượng bệnh nhân có nguy cơ đợt cấp. Cụ thể nếu tăng một trong ba yếu tố viêm CRP, fibrinogen và số lượng bạch cầu, chỉ tăng một trong ba yếu tố này thì nguy cơ đợt cấp tăng 1,2 lần. Còn nếu tăng hai trong ba yếu tố viêm này thì nguy cơ đợt cấp tăng 1,7 lần. Và tăng ba yếu tố viêm thì nguy cơ đợt cấp tăng trên 1,7 lần. Hai nghiên cứu này cho thấy nếu chỉ là CRP đơn thuần thôi thì cái giá trị tiên lượng đợt cấp thấp hơn so với cái việc mà phối hợp CRP với các cái triệu chứng của đợt cấp như tăng lượng ho tăng, khạc đờm tăng và thay đổi màu sắc của đờm. Việc phối hợp CRP với các cái triệu chứng lâm sàng sẽ có giá trị chẩn đoán đợt cấp và tiên lượng cái đợt cấp cho bệnh nhân tốt hơn.
một yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà tiên lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là số đợt cấp trong trước đó của bệnh nhân. Thì số đợt cấp trung bình của các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường khoảng 2,5 lần trên một năm. Và năm 2010, tác giả Hớt nghiên cứu cho thấy số đợt cấp trong năm đầu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tương ứng với các giai đoạn GOL 2, 3, 4 là 0,85 lần trong một năm, 1,34 lần trong một năm và 2 đợt cấp trong một năm. Năm 2015, một nghiên cứu tại các nước ở châu Á cho thấy số đợt cấp trung bình là khoảng 3 đợt cấp trong một năm. Và người ta thường đưa ra các hai khái niệm. Thứ nhất là đợt cấp thường xuyên với cái giá trị là lớn hơn hoặc bằng 2 đợt cấp trong một năm và không thường xuyên là dưới 2 đợt cấp trong một năm. Và những cái bệnh nhân mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với kiểu hình nhiều đợt cấp, tức là trên 2 đợt cấp trong một năm, thì có tiên lượng sẽ xấu hơn. Những bệnh nhân có trên 2 đợt cấp trước đó có liên quan độc lập với đợt cấp tái nhập viện trong 30 ngày. Đây là một nhận định của một nghiên cứu năm 2016. Và tiền sử nhập viện vì đợt cấp là yếu tố tiên lượng đợt cấp thường xuyên trong năm đầu với OR là 1,69 và năm thứ hai là 2,9. Yếu tố tiên lượng đợt cấp tiếp theo đó là các bệnh đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở bệnh nhân. Cụ thể, các bệnh đồng mắc làm tăng nguy cơ đợt cấp của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt khi mà các bệnh đồng mắc này không được kiểm soát tốt. Bệnh đồng mắc hay gặp nhất ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là giãn phế quản. Và những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có đồng mắc giãn phế quản thì tiên lượng đợt cấp thường xuyên hơn. Và cơ chế tiềm ẩn để giải thích cho cái đợt cấp thường xuyên ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắc giãn phế quản đó là những cái bệnh nhân có giãn phế quản sẽ có cái việc mà tăng tạo đờm hàng ngày nhiều hơn, rồi chức năng hô hấp kém hơn, gia tăng nồng độ các yếu tố viêm trong phổi và trong huyết thanh cao hơn, và có một cái tỷ lệ vi khuẩn thường trú trong phổi cao hơn, đặc biệt là những cái bệnh nhân giãn phế quản hay gặp cái vi khuẩn thường trú đó là cái trực khuẩn mù xanh trong đường hô hấp. Các bệnh đồng mắc khác ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là những cái bệnh về chuyển hóa, ví dụ như tiểu đường, rồi là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, rồi loãng xương. Những bệnh nhân mà có trên 4 bệnh đồng mắc thì có nguy cơ mắc đợt cấp và nhập viện gấp 3 lần so với dự kiến và nguy cơ nhập viện vì cấp cứu gấp 5 lần so với những người không mắc, không có bệnh đồng mắc. Những cái bệnh mà hay gặp nhất và có mối liên quan chặt chẽ nhất với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường xuyên đó là suy tim, là trầm cảm, là ung thư phổi và rối loạn tuyến tiền liệt. Đây là một trong những cái nhận định của Westerich năm 2017. Yếu tố tiên lượng đợt cấp tiếp theo đó là cái việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì việc tuân thủ điều trị thật sự là một vấn đề đánh giá được bác sĩ không có quan tâm nhiều lắm. Lý do là việc tuân thủ điều trị kém sẽ dẫn tới khó kiểm soát triệu chứng và làm tăng nguy cơ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Năm 2015, một tác giả đánh giá trên hơn 6.000 bệnh nhân cho thấy có đến một nửa số bệnh nhân quên dùng thuốc và cái tần suất quên dùng thuốc ít nhất là 1 đến 2 lần trong một tháng. Và có khoảng 80% bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tự ưu tiên điều trị với cái tần suất dùng thuốc thấp hơn. Và cái việc không tuân thủ điều trị của những cái bệnh nhân như thế này sẽ dẫn tới cái việc là gì, khó kiểm soát triệu chứng và làm tăng nguy cơ đợt cấp. Những cái yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị đó là tuổi, bệnh nhân càng lớn tuổi thì cái việc tuân thủ điều trị càng kém, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của người thân. Rồi chi phí thuốc, chúng ta cũng biết là chi phí dành cho một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là những cái bệnh nhân ở những cái giai đoạn nặng thì chi phí rất là tốn kém. Những cái bệnh nhân mà không có bảo hiểm y tế thì thực sự là không thể tuân thủ được. Ở Việt Nam, một trong những cái điều kiện mà không tuân thủ được ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, hoặc giả sử là những ở bệnh nhân ở những cái địa phương mà xa, khó đến những cái nơi, những cái bệnh viện, những cái cơ sở y tế mà có đủ thuốc men và trang thiết bị. Rồi bệnh nhân có nhiều bệnh đồng mắc, rồi hiểu biết của người bệnh kém, đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị của bệnh nhân và dẫn tới cái hậu quả là kiểm soát triệu chứng khó. Đây là một hình ảnh mô tả cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân này ạ. Bệnh nhân này là một trong những cái bệnh nhân mà ACO thì bác ấy cũng đã được dùng Symbicort ở cái thời điểm khám thì cũng phải được 2-3 tháng rồi, nhưng mà vì là triệu chứng không đỡ cho nên là khi yêu cầu bác ấy hít cái Symbicort thì bác đã dùng cái ống hít và hít đường mũi như thế này ạ. Đây. Thứ hai nữa là một cái bệnh nhân khác lớn tuổi, thể trạng rất suy kiệt thì được dùng MDI và Spiriva và tất cả những cái dụng cụ này đều được hít qua đường mũi hết. Do vậy
chúng ta hãy cố dành thêm nhiều thời gian hơn trong những cái lần thăm khám cho bệnh nhân để có thể tư vấn kỹ về cái việc dùng thuốc cho cả bệnh nhân và cả người nhà, cũng như là đánh giá lại những cái lần dùng thuốc của bệnh nhân xem kỹ thuật đã đúng hay chưa. Các yếu tố tiên lượng khác đó là mức độ hiểu biết của người bệnh, rồi là cái việc tiêm phòng vaccine, phòng cúm, phòng phế cầu để phòng ngừa các những đợt nhiễm khuẩn do virus và vi khuẩn. Rồi cái hậu quả của việc sử dụng corticoid, đặc biệt là corticoid đường toàn thân kéo dài, sẽ làm gia tăng các cái nguy cơ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là cái bảng thống kê các cái nghiên cứu của các cái tác giả từ những cái năm trước. Những cái tác giả này cũng đánh giá thêm nhiều các yếu tố khác để tiên lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ví dụ như là bệnh nhân đã từng thở oxy dài hạn tại nhà, rồi bệnh nhân thường xuyên hoạt động thể lực gắng sức, rồi là dùng corticoid đường uống kéo dài. Những bệnh nhân có suy hô hấp, đây là những cái bệnh nhân mà sẽ có nguy cơ có đợt cấp, số đợt cấp nhiều hơn. Bệnh nhân có kèm theo lo âu trầm cảm. Rồi là cái giáo dục sức khỏe. Đây là một trong những cái vấn đề mà đối với nhân viên y tế của chúng ta sẽ gần như là chúng ta sẽ ít dành cái thời gian giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và người thân của bệnh nhân, cho đến dẫn đến cái hậu quả là chúng ta sẽ kiểm soát bệnh nhân không tuân thủ điều trị và cái kiểm soát bệnh nó khó hơn. Như vậy có rất là nhiều yếu tố giúp chúng ta tiên lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các yếu tố về mặt lâm sàng, ví dụ như là cái bệnh thói quen tiếp tục hút thuốc hoặc là phơi nhiễm thuốc thụ động, hoặc phơi nhiễm với các cái chất ô nhiễm không khí, rồi điều kiện thời tiết khí hậu, rồi tuổi của bệnh nhân, thể trạng của bệnh nhân, rồi cái việc mà không tiêm phòng với virus, phòng vi khuẩn. Các yếu tố cận lâm sàng như mức độ tắc nghẽn, rồi là các yếu tố viêm trong máu. Đấy là những yếu tố giúp chúng ta có thể tiên lượng bệnh nhân có nhiều đợt cấp trong tương lai hay không. Và việc can thiệp tích cực vào các yếu tố tiên lượng đợt cấp như thế này sẽ giúp làm tăng hiệu quả dự phòng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và sẽ giúp cho chúng ta quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tốt hơn. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin ý kiến đóng góp của các quý thầy cô và các anh chị ạ.